nay mình đưa bố mình đi làm răng. Bố mình bị mất 3 răng và 2 chiếc răng bị mẻ rất là lớn. Bác sĩ tư vấn cho bố mình lắp cầu răng sứ 3 răng, còn 2 răng mẻ thì bọc sứ. Phương pháp này sẽ tiết kiệm hơn là trồng implant nên là mình và bố quyết định chọn luôn. Do bố mình còn có thêm mấy chiếc răng sâu nữa nên là hôm nay bác sĩ cũng sẽ lấy cao răng và hàm răng luôn. Mình nghe nói là cần xử lý và điều trị các vấn đề về răng miệng trước khi thực hiện để nâng cao tuổi thọ của implant cũng như là răng sứ. Bây giờ có các phương pháp lấy cao răng bằng siêu âm cũng nhẹ nhàng lắm mọi người ạ. Hôm trước đưa bố mình đi khám thì mình cũng tiện thể lấy cao răng luôn. Không đau, lấy cao răng xong không bị ê buốt hay là nhạy cảm như trước đây mình đã từng lấy ở các nơi khác đâu. Trước khi mài răng và lấy dấu hàm thì bố mình được gây tê để quá trình thực hiện diễn ra nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếp theo đoạn này là bác sĩ lấy dấu răng hàm trên và dưới để chế tác răng sứ riêng cho bố mình. Công đoạn này sẽ mất vài ngày chuẩn bị. Đối với hai chiếc răng bọc sứ, bác sĩ sẽ so sánh bảng màu răng sứ với răng thật của bố mình để chọn ra màu sắc tương đồng nhất. Không ngờ là răng sứ cũng có nhiều màu như này luôn. Sau 4 ngày, bố mình được hẹn tới nha khoa để lắp cầu sứ và chụp sứ cho 5 chiếc răng. Tèn ten, xong rồi cùng ngắm nhìn thành quả nào. Đúng là cái răng cái tóc là vóc con người đúng không? Cắm thêm răng cái trông bố mình trẻ hẳn ra. Nhìn biểu hiện của bố mình là biết hài lòng thế nào rồi đấy. Cảm ơn Thu Cúc nhiều, bố con mình về thôi.